Xin chào tất cả các anh em, các ông chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio là một video buổi sáng sớm. Tùng Nguyễn xuất hai bộ mic, một dòng mic Shure UGX20 và một bộ mic BS VK6. Hai bộ mic này Tùng Nguyễn giao cho hai bác khách và mic này đều là mic không dây và chế độ tự ngắt. Thì Tùng Nguyễn giao cho các bác thì hàng này là hàng mới đập hộp. Thì Tùng Nguyễn khui thùng ra để cho anh em xem cái cấu hình bên trong. Bên trong của nó sẽ đầy đủ phụ kiện một bộ mic Shure UGX20. UGX20 25A các bác nhá. Shure này 20 của nó thì cực đẹp. Trên thân máy được in chìm chữ Shure các bác ạ. Củ mic của nó là màu vàng. Trên tay mic cũng được in chữ Shure các bác. Đây là cái công ty người ta chống hàng giả, hàng nhái. Và bên trong đây thì nó được dán chìm chữ tem trắng chữ QC. Đấy, đầu thu cũng được dán QC. Đây là các cấu hình nội thất của nó các bác nhé. Dòng này em đã cung cấp rất là nhiều năm rồi các bác. Mặt của nó sáng bóng rất là đẹp. Đây là một bộ sẽ đầy đủ phụ kiện. Cục nguồn này, dây 6 ly này, hai cái chống lăn này, pin này. Và đây là một bộ bộ mic UGX20 này có giá là 1.950.000 một bộ. Và bộ mic BS VK6 này là hàng cao cấp hơn, hàng chính hãng của BS. Bộ mic này với giá là 2.500.000 một bộ. Tay của nó là màu trắng. Bộ mic này thì em nhập về các cấu hình này cho các bác đi làm phòng hát là thứ nhất, thứ hai là làm sự kiện. Đấy, bộ mic này với giá 2.500.000. Cái này là khi anh em rơi thì có thể là nó sẽ hạn chế hỏng mic khi anh em làm phòng hát là một, thứ hai là các bác làm sự kiện. Trên tay mic được in chữ BSVK6. Dòng này của em cũng mới làm được 2 tháng nay, nhưng đã rất là nhiều bác phản hồi lại. Chất âm rất là ổn định. Đấy, tiếng mic rất là dày. Một cục dây nguồn này, 6 ly này, hai cái chống lăn này, pin theo máy này, anten của nó này. Đấy, bộ mic có mã là BSVK6 này. Hôm nay em giao hàng cho hai bác khách này là buổi sáng sớm, thì em bỏ ra để test và để kiểm tra khi vận chuyển qua đường bưu điện cho các bác. BM ship hàng toàn quốc. Anh em có nhu cầu với hai thiết bị, một bộ mic không dây là Shure UGX20 và một bộ mic BSVK6, thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio để Tùng Nguyễn lên đơn cho anh em và ship hàng toàn quốc cho anh em. Tại sao mà khi con mic này thì Tùng Nguyễn bỏ ra, cởi tay, cởi máy ra cho các bác xem. Bộ mic này không, bộ mic BSVK6 này không có hàng nhái. Bộ mic UGX20 này trên thị trường nó rất là nhiều mặt hàng, nên anh em lưu ý khi đặt hàng. Và Tùng Nguyễn bỏ các cái tay rồi đầu thu rồi củ mic ra cho các bác xem. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn anh em trong một video mới nhất của Tùng Nguyễn nha.